trên cao độ trên mọi mặt, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Năm 2022, Việt Nam lần thứ hai đăng cai tổ chức SEA Games 31 sau 19 năm. Đây là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á được đón chờ với niềm háo hức, hy vọng, tự hào, được truyền đạt qua các trận đấu trên các kênh sóng của VTV. Qua đó thể hiện tinh thần thể thao gắn kết dân tộc để tất cả cùng chung một niềm tin. Đó là niềm tin giành huy chương của vận động viên, niềm tin giành chiến thắng của thể thao Việt Nam, niềm tin mang vinh quang về cho tổ quốc của toàn dân tộc. Thank you.
trang để chào đón SEA Games 31 được mang tên Chú Mợt Niềm Tin. Không khí không thể nào tuyệt vời hơn được mang đến bởi những người đàn ông rất là tuyệt vời. Xin hãy cùng với chúng tôi cảm ơn Bức Tường và Phạm Anh Khoa. Đang theo dõi truyền hình qua kênh sóng của VTV.